Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quyết Thành. Hôm nay bọn mình sẽ thử thách chơi game hát mà không giật mình một lần nào. Ui giời ơi, em gặp quái vật gặp ma quá. Sợ quá, sợ quá, phải bàn nó thôi. Trời ơi, Bê Quyết Thành còn sợ hơn á. Được rồi, để xem hôm nay anh hay là em sợ nhiều hơn nhá. Và các bạn làm chứng cho mình. Trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là xem quảng cáo để ủng hộ tụi mình đạt 1 triệu sát. Rồi, còn bây giờ đi vào game thôi, xem game các bạn yêu cầu có gì đáng sợ nào. Ai đây ốc sao nó ló ở tường ra như đứa không bình thường ấy. Đấy chắc là người yêu anh rồi. Ui. Người yêu Bê Quy Thành mặc áo hồng, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Ôi đừng bảo trong game nó là người yêu anh thật nhá, kinh quá rồi. Bây giờ vào xem có đúng như là ông nói không. Mình đang ở trong một căn phòng, đây chắc là phòng của mình nè. Wow, anh có két sắt à? Dưới này giấu vàng à? Nghèo rớt mùng tơi không ai chơi làm gì có vàng. Thế với két giấu gì ta? Chưa mở được các bạn ạ. Trên bàn có một tờ giấy. Hôm nay là ngày thứ tư, đây là giống như là nhật ký của nhân vật chính. Tôi sẽ kiểm tra cái router một lần nữa và hình như là nó bị hết điện các bạn ạ. Ủa có ngày thứ ba, ngày thứ hai và ngày thứ một này, chắc hôm nay là phải ngày đầu tiên chứ. Ngày đầu tiên à? Ờ, thế ngày đầu tiên là tôi thức dậy và đi tìm một cái hatch trong cái phòng của tôi. Ui, thật kệ đi. Cái hatch là cái gì? Không biết cái gì. Mà đi ra ngoài đấy các bạn ơi. Mở cửa ra. Woohoo! Tìm đèn pin. Đèn pin ở đâu? Ở trong cái phòng giặt hay cái gì? Đúng rồi, phòng giặt đồ. Ui, đây là nhà anh á. Không. Ui, đây giống như kiểu phòng trọ. Tiếng gì ấy? Có tiếng gì nhỉ? Mình đi xuống cầu thang. Phòng giặt đâu ta? Nhà mình mới nhìn nhà hàng xóm mày chả biết từ đâu đến đâu. Không, em nghĩ đây không phải là một ngôi nhà của cá nhân mà nó là một ngôi nhà kiểu dạng ở chung nhiều người á. Thế hả? Phòng giặt đâu đấy là kho mà. Ui, trên tường có bức tranh gì nhìn ghê đấy. Bức tranh... không biết bức tranh gì. Có một cái hình như đứa bé lẻ luôn. Đây, thấy luôn rồi, ông ơi, thấy đèn pin rồi. Ui, nó sáng quá. Đèn pin chả phải sáng. Thì đấy là nhân vật của anh nói thế, em chỉ dịch lại thôi. Nhưng mà sao mình soi gương mình lại không thấy cơ thể của mình? Mình là quái vật à? Không. Thế thôi, không phải quái vật là không sao rồi. Đi ra ngoài thôi. Mình sẽ dùng chữ phím T nhá để tắt và bật đèn pin. Cái gì đấy? Em biết rồi, Bê Quy Thành ơi, anh vừa bật chế độ bay lên mà không cần đi cầu thang. Mình đi tìm một cái gì đấy. Một cái can đang mở. Một cái can hay là một cái gì đó, nói chung là mình sẽ lên tìm ở đấy. Một cái can là cái bình đang mở gì đấy. Hoặc cái két. Hoặc là những cái ngăn kéo gì đấy các bạn ạ. Nó ở đâu nhỉ? Đây, ngăn kéo các bạn ơi. Có gì không? Không có gì hết. Mình có một cái gì đó để cậy. Đúng kiểu bây giờ mình xuống bếp, mình cậy nắp cái đồ ăn của mình ra để mình có đồ ăn đấy. Phải mở ra cái ngăn kéo để đồ ăn ở trong bếp. Nói chung là bây giờ đói, phải đi ăn. Nói thối mồm ra, nãy giờ nói nhiều. Kìa đây. Một cái hộp đồ ăn. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái giống như này. Là thịt hộp á các bạn ơi. Cái này mình có thể cậy nắp được nó. Đúng rồi. Rồi. Cậy nắp hộp ra và mình có đồ ăn ngon tuyệt vời ông mặt trời. Đấy là thịt đấy. Ngon quá. Ngon một cái bụng. Ăn chưa? Ăn rồi. Sao không có thao tác ăn mà lại ăn rồi à? Đứa nào gọi cửa đấy? Có ai đó gọi cửa. Rồi, chúng ta sẽ ra trả lời cái tiếng chuông này, kiểu như đáp lại tiếng chuông. Cửa chính đâu? Phòng khách. Đây. Ui, có camera hẳn luôn. Một người lạ mặt đó. Vâng, tôi đây, tôi là Bê Quy Thành đây. Tôi là một nhân viên giao hàng đây. Shipper à? Tôi đến đây, tôi ra mở cửa liền đây, ra mở cửa cho nhân viên giao hàng đi. Mình đặt hàng mà mình quên mất đấy. Đặt cái gì đấy? Đặt hàng sàn S lúc 2 giờ sáng à? đây. Cửa chính nhà mình ở đây. À thế à? Ui, cái gì đây? Không phải cái cửa này nó đóng lại đâu, các bạn nó không mở nó được. Thế mở cửa chính đi. Ui xưa. Baby Hành giật mình to hơn. Cửa không mở mà anh này một phát bù. Người ta teleport đó. Shipper đến từ Bình Dương à? Sao mà lại độc lạ như thế này nhỉ? Mở ra đi xem là nhận hàng đi còn gì. Lần sau anh đi vào nhà người khác anh đi bình tĩnh thôi nhá. Anh dịch chuyển như thế em sợ thật đấy. Rồi nhận hàng thôi. Ok. Xong rồi.
Tôi xin lỗi. Sao cái gì mà xin lỗi? Sao đầu cái lắc này? 26 Sơn La, đến từ Sơn La rồi. 26 Sơn La chào anh em nhá. Thôi bảo người ta đi về đi. Thôi đi về đi, không cần xin lỗi đâu, đi về đi. Giống như kiểu anh ấy làm điều gì sai trái với mình nhở? Nhưng mà anh ấy chỉ xếp hàng thôi mà. Đi về đi. Bảo đi về. Xì xà xì xèo gì đấy? Bảo đi về đi. Xì xồ xì xà xì xèo. Ôi, sao trong gói hàng lại trống rỗng vậy? Ờ, có gì đâu. Ôi ha, đứa nào đây? Người yêu Bê Quy Thành nhìn như vượn đấy các bạn. Không phải người yêu anh. Ôi, trốn đi. Trốn vào tủ locker. Đây rồi, trốn vào locker. Rồi. Ô, nó chỉ cho mình là hãy trốn vào đây. Ừ. Nếu không sẽ bị cái con này phát hiện. Thoát ra đi, thoát khỏi locker đi. Ủa, nó là ai rồi, vậy? Chúng ta sẽ sửa cái router. Router ở đâu nhỉ? Router chắc ở tầng 1 thôi. Ừ. Ôi, trời ơi, yêu mới trả được cái gì, không phải người yêu anh. Router ở đâu? Con này nó cũng đi khá là chậm thôi nhưng mà hơi ghê đấy các bạn. Router ở đây không? Đây, đây, đây. Nhạc hồi hộp quá. Ôi chị ơi. Ui. Ôi chị ơi. Sửa chưa? Bấm vào thế là sửa rồi á? Chưa sửa. Đúng rồi. Trốn vào đây. Còn nào á? Ui ôi. Gì ơi? Sao đầu tóc xóa sợ, xóa sợ sợi vậy? Đừng, đừng. À, nó không vào đây đâu. Mày thế đã trốn được. Thấy chưa? Đây kiểu là nhà trọ ấy các bạn ạ. Nên là nó sẽ có nhiều tủ locker. Nhạc có vẻ là hơi ghê. Rồi, lú. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại phòng của chúng ta. Phòng của chúng ta thì ở trên tầng 2 nha các bạn. Cầu thang, lên cầu thang, lên cầu thang. Đấy, anh mà võ công cao cường như con đấy là nó bật tôm lên đấy rồi đấy. Nhưng bây giờ anh phải leo cầu thang. Lên đây gặp nó luôn này đấy. À, chị ơi, chị ơi. Game này mình sẽ không bao giờ giật mình bởi vì mình biết thừa nó sẽ là như thế luôn đấy các bạn ạ. Mình giỏi chưa? Phòng của mình. Đúng rồi, về phòng đi, về phòng đóng trốn. Cửa. Đây phòng mình đây. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Đóng cửa, đóng cửa. Close door. Rồi. Kịp rồi. Có thể phòng mình sao lại bị đóng nhỉ? À, đóng cửa nhanh lên. Rồi. Ui, thoát rồi. Ồ, mình đang ngủ các bạn ơi, mình ngủ rồi. Gặp ác mộng thôi. Nó đến tìm Bê Quy Thành cả trong mơ, thật là ghê. Tha cho ta đi. Hóa ra nó chui từ cái lên. Ủa, giật cả mình. Ông ơi, hóa ra nó chui từ đây. Ờ. Thế hóa ra két của anh không nhốt tiền mà nhốt mà. Mình tỉnh rồi các bạn ơi, mình mình tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Thôi đừng mở cái này ra nữa ông nhá, anh vừa thấy nó chui từ đây lên đấy. Anh có mở được không? Bây không. Giờ mở được không? Không mở được, có gì đâu mà mở. Có mỗi đèn pin này không mở được. Ờ, không mở được. Rồi, chúng ta lại đọc nhật ký à? Ngày thứ 5 đây này. Hôm nay có một người phụ nữ lạ mặt đã vào nhà tôi. Cô ấy đến tận phòng của tôi. Tôi sẽ chụp một tấm ảnh. Rồi, của xong. Cô ấy à? Ờ, mở cửa ra. Chụp ảnh ở đâu? Chắc là mình phải đi tìm máy ảnh. Đấy, biết ngay à, tìm máy ảnh. Rồi, máy ảnh ở đâu nhỉ? Có một cái máy ảnh cũ ở trong phòng của anh trai tôi hay là em trai? Anh trai các anh bạn. Trai. Phòng này thấy héo quá. Wow, đây rồi, anh nghĩ là giấu ở trong mấy cái kệ tủ này. Ờ, có mấy cái ngăn kéo kìa các bạn. Wow, chìa khóa, chìa khóa của cái bàn này này các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái chìa khóa này để mở. Đúng. Mở thôi. Mở lần lượt từng ngăn. Có thấy cái gì đâu. Ôi rồi, mình đã tìm được một cái camera các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, ủa cái gì cho cửa đấy. Cửa đấy từ từ đóng vào ghê thế. Không, gió đấy ốc ạ, gió đấy không có gì đâu. Ôi! Gió đâu mà gió. Ui sao lại bò lên tường thế nhở. Trốn vào lớp cờ nhanh lên. Ui, nãy chỉ là dọa thôi chứ chưa chết hiểu không. Rồi, chúng ta thoát. Gì mà giật mình, Bê Quy Thành chết nhát thật. Đây là người anh của mình đó, hiểu không? Nói chuyện với người anh nè. Anh ơi, sao đầu anh có quả đầu chất chất như quả đất vậy anh? Đầu này phải ít nhất 2 tháng rồi chưa tắm các bạn ạ. Aniki. Anh tên là Aniki nha các bạn. Gì ấy? À, anh Aniki ngồi lên ghế. Anh ơi, anh bình tĩnh thôi, anh làm việc thật là chậm thôi.
Em đầu óc bây giờ nó chậm chạp, em không loát kịp đâu. Ồ, đã rất lâu rồi. Nhìn em không được ổn lắm, em có khỏe không? Are you okay? Okay. Không ok chút nào, nhà mình có ma đâu anh. Em không thể làm gì về vấn đề nhà mình không có điện à hay là gì ấy. Rồi bây giờ mình phải đi kiểm tra cầu chì à? Ừ. Rồi xong anh ơi. Sao anh không đi kiểm tra nhở? Đúng rồi, anh trai này là anh trai đểu rồi. Thôi đi đi, cái gì ạ? Cái gì cũng sai em. Phải chăng mình là nhân vật chính, mình bắt buộc phải đi nhỉ ông nhỉ? Cầu chì ở đâu? Anh ghét, anh ấy ghét anh ấy. Anh ra khỏi phòng cái anh ấy đóng sập cửa lại luôn. Tình anh em. Xuống nhà đi. Bảo sao xúi mình đi sửa cầu chì, chắc là biết nhà có ma xúi mình đấy. Cầu chì thì em nghĩ chắc là ở tầng dưới hoặc ở tầng... Ôi trời ơi. Ê bây giờ mình nhảy xuống đi, mình liều, mình nhảy phát xuống cho nó nhanh. Không nhảy được. Không nhảy được à? Không có nút nhảy. À thế thì phải đi rồi. Chị ơi, chị yêu anh em kìa, đừng yêu em nữa. Khổ quá, chắc thấy đẹp trai nó theo đuổi. Đây. Sửa đi, dí liệt. Các bạn mình sẽ dí liệt chuột để sửa. Rồi. Ôi xuống. Giật hết cả mình chị. Yêu Bê Quy Thành. Bê Quy Thành có người yêu bất ổn thật sự luôn. Chỗ này định trốn vào cái thùng mà. Ơi đừng. Trốn vào locker được thôi. Trên đầu nha. Rồi chị gái đi đến gần này. Bên phải này. Đằng sau này. Vừa sửa trong đồ hôn rồi mặt. Ok trở về phòng. Back to the room. Trời ơi back to the room đi. Cầu thang lên. Đây rồi. Nhanh lên. Không có tiếng gì là ok. Nó không đuổi được kịp. Rồi phòng mình đây. Mở ra. Rồi đóng vào. Yeah. Ai đấy? Mình chứ ai. À mình ạ. Chụp ảnh. Toán. Chụp ảnh được cái nhiệm vụ các bạn nha. Cái ảnh thấy cái con đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của cái tập mà gọi là ngày thứ 5. Ngày thứ 6 rồi. Hôm nay Aniki đã về nhà sau một khoảng thời gian dài anh ấy không ở nhà các bạn ạ. Và tôi nghĩ rằng Aniki biết về cái hatch. Nhưng có một ai đấy trong ngôi nhà, trong gia đình của tôi chắc chắn cũng phải biết. Chả hiểu. Tìm manh mối. Hãy ăn trước khi tìm manh mối. Ăn, chúng ta sẽ xuống phòng bếp. Đúng rồi. Biết con kia nó đi chưa không? Con kia không biết, nhưng mà anh đứng quay lưng với cầu thang rất là nguy hiểm luôn ấy. Đấy, thấy chưa? Chị con... ơi, chị ám em tới 6 ngày rồi chị. Cái cầu thang này rất nguy hiểm luôn, đứng quay lưng ở đấy nó lại đi lên, nó lại... Đấy, đều dề luôn. Phải có một bữa ăn cơm nha. Thắp cửa lên mở này. Úi dồi ôi, đây là sân vườn nhà mình các bạn ơi. Có một cái bay các bạn ạ, giống như là cái bay xây dựng. Rồi chúng ta sẽ đi đến chỗ lấy cái bay. Lấy cái bay làm gì? Lấy cái bay để ăn đất rồi các bạn. Really nigga. Ăn đất. Chị ơi. Meal mà, meal là một bữa ăn cơm đó các bạn. Đằng thế nhở? Cái gì đây? Rồi không phải cho để cái bay. Không nhảy được, anh chết chắc Thành rồi. Thôi. Xin vĩnh biệt Bê Quy Thành. Sao nhỉ? Chị ơi. Chị sao đấy chị? Ôi giời ơi. Chị đang kiểu bị overload các bạn ạ. Chị đang bị đơ. Chạy được. Không giết được anh đâu ốc ạ. Anh mày ơi. Cái phòng, hình như cái phòng kia mới là cái phòng để cái bay kìa. Đây à? Đấy, thấy không? Rồi lấy cái bay đi. Rồi chúng ta sẽ đào củ cà rốt. Đào cà rốt. Đào đâu ta? Củ cà rốt chắc ở ngoài vườn thôi. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng item là cái bay này. Nó cứ đi như này thì mình đào niềm tin à? Không đào được hả? Mình nghĩ là phải dụ nó ra ngoài này thôi ốc ơi. Rồi anh dụ nó hay là anh đi vào ngõ cụt đấy? Ngõ cụt. Thôi chị ơi. Rồi, đào đi. Được rồi, đào được cá rốt rồi. Đào được rồi, hay quá.
hãy tạo nước ép cà rốt với máy ép. Đi vào trong nhà đi, đi vào trong nhà. Đi vào trong nhà. Đúng vào rồi. Bếp, vào bếp. Đúng rồi, đúng rồi. Vào bếp để làm món nước ép cà rốt. Rồi đi vào, đi vào. Bếp đâu, bếp đâu? Ở đây đây, bếp đây. Rồi máy ép cà rốt đây. Mà đâu. Đây 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 đây, máy ép. Rồi, đưa cà rốt vào. Guốc đi, guốc nó đi. Say, sắp được rồi. Cái này là ép chứ không phải là say. Ép nước cà rốt. Tiếng mở cửa của ai đấy? Rồi. Sao không có nhiệm vụ tiếp theo? Uống đi, có nước cà rốt chưa? Uống rồi, ực phát đấy đúng không? Ực, xong. Anh nghe như kiểu chơi đồ hàng ấy nhở? Ôi, về phòng đi, tốt nhất là mình nên về phòng các bạn ạ. Ghê quá à. Mất điện rồi. Phòng mình đây đúng không? Đúng rồi. Đóng cửa. Nó không vào đây hả? Không, em nghe thấy nhạc tắt đi là nó đi xa rồi. Đấy. Bây giờ mình quay về phòng anh mình đi. Anh ơi! Anh! Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ồ, mình lấy được một cái chìa khóa của một cái văn phòng các bạn ạ. Ồ, hay là mấy cái phòng đấy khóa à? Ờ. Đâu, cửa đâu? Không, sợ. Đây, phòng anh kìa, mình kìa. Đâu? Đằng sau lưng á! Bên phải á, bên trái đó. Đây bên này. Đấy, có phòng hé. Phòng hé này mình vừa vào lấy được cái chìa khóa đấy. Cày quá các bạn ơi, nó cứ đuổi mình liên tục. Mình không thể ngừng nghỉ một chút nào luôn. Đóng cửa vào. Rồi, mình trốn nó chắc. Trốn cho chắc các bạn ơi. Cái locker này để ở đây chắc chắn là có dụng ý gì đấy. Âm nhạc nổi lên là nó sẽ xuất hiện. Đấy. Con này nó còn biết mở cửa đi vào tìm mình cơ mà. Tắt rồi. Lấy được cái gì á? Chưa biết được lấy cái gì không, nhưng mà từ nãy giờ chạy hơi mệt. Ừ. Lấy lâu thế. Ôi giời ơi. Rồi chúng ta lấy. Back in your room. Chúng ta quay trở lại phòng của chúng ta. Thế mình lấy được rồi à? Mở ra xem item là gì. Một cái lon cà rốt và một cái. Đây một cái thẻ. Thẻ thẻ để gọi điện sao ấy các bạn. Rồi không có. Ơi đấy, đi qua đi. Mình bước qua đời nhau. Thôi không. Phòng mình. Cút đi! Đồ có ma xấu xa, cút đi! Phòng mình đây. Mở. Rồi đóng vào. Hay quá! Yeah! Kì ơi! Ai đấy? À, anh mình. Ô, có vấn đề gì à? Đèn không có sáng. Mất điện à? Hả? Yahoo! Rồi sao? Ê, lại thức dậy à? Sao nó cứ kiểu gì ấy các bạn nhở? Chúng ta phải đi giặt đồ các bạn ơi. Nói chung anh ấy bảo trong nhà mình có cái mùi thôi thối thung thủm. Thì đấy là mùi quần áo bẩn đấy. Đấy, bây giờ chắc là mình phải dọn cái đống này đi. Rồi, chúng ta đã pick được đồ. Ý là lấy được đồ và chúng ta sẽ mang xuống phòng giặt. Thử bỏ thẻ đây được không? Được nè. Sử dụng item. Hết rồi, mỗi đút được vào thôi. Nói chung là bây giờ mình phải đi giặt đồ thôi. Ừ, phòng giặt ở tầng 1 đó các bạn. Đi xuống thấy em gái này. Ủa, em gái hôm nay đến muộn đấy các bạn. Nó không đến rồi, hi hi. Nó đến muộn thôi. Phòng giặt đây này. Đây. Đúng rồi. Rồi. Walk. Chúng ta dọn nhà. Nào, làm sạch cái này đi. Mình đang trà toilet. À nhầm, trà 48. Đúng rồi. Còn gì hết đây? Hay thằng anh mình ấy. Thằng anh mình bị con áo hồng nó bắt bóp cổ rồi. À thế à? Đúng không?
Chắc thế. Kỳ cọ tiếp, kỳ cọ tiếp đi. Không kỳ cọ nữa à? Em màu hồng ở bên ngoài. Ồ. Đấy, kỳ cái gì mà kỳ? Em áo hồng vừa đi qua tung cái tóc, mình nhìn thấy cái tóc nó lướt qua. Cứ ở đấy mà kỳ kỳ nó vào đấy nó tắm hộ mình luôn đấy. Rồi, trả tiếp các bạn ơi. Sắp được rồi. Dọn nhà mà cũng không yên các bạn ạ. Mình phải dọn vệ sinh tận 6 món. Clean the bath, phòng tắm. Ấy, được rồi. Tít được rồi. Cái đấy chắc dọn xong rồi đúng không? Ừ, phòng này được, dọn xong rồi. Mình phải tìm 6 cái gì đấy, chắc là rác hay cái gì gây ra mùi ở trong nhà thì đúng không? Đấy. Ừ. Đây, túi rác, đúng rồi. Ôi chị ơi, còn gấu bông thôi. Mình bị ảo ma Canada, Australia, Ethiopia, Canada, China. Kỳ qua lại xóa tóc trước mặt nè. Ôi, TV bật kìa. Nãy TV bật không? Không biết, không quan tâm luôn. Chúng ta đi tìm 6 cái bọc rác nha. Đây rồi, một cái kia kìa. Hai cái. Rồi chúng ta phải đi dọn rác nữa các bạn ơi. Không có cái nào. Đây. Rồi. Mình nghĩ là những cái bọc rác thì nó sẽ ở những khu vực kiểu như là phòng chung á các bạn. Đây. Hành lang chung này. Không có. Hai cái nữa mình nghĩ ở ngoài sân. Ở đây kia trên. Tí thì bỏ qua. Ờ, nó sáng quá mình không để ý các bạn ạ. Còn một cái nữa ở trong nhà chỗ này nhỉ? Chỗ nào trong nhà nhỉ? Ơ! Nó chỉ kia! Ê bây giờ anh vô đi. Anh dám vào lấy rác không? Trời ơi! Cút thôi! Chị ơi! Em chỉ có ý là em dọn cái nhà của em thôi. Chị cho em lấy cái bọc rác nha chị! Chị lấy đi. Chị ơi! Vào đây lấy liều đi! Chị ơi! Nhắm mắt à? Sao chị hớt tóc là sao để em ngắm vẻ đẹp của chị ấy, chị hớt này? Không. Ôi nó không làm gì mình các bạn. Đúng rồi, nó chỉ thôi. Này có khi nó giúp mình ấy chứ. Ờ, khéo ma nhưng mà ma tốt. Đúng rồi, lấy đi. Chúng ta sẽ đặt nó vào sân sau, tất đặt vứt rác vào sân sau nha các bạn. Tóc táng vào đầu mày bây giờ. Để. Nó cười, tiếng cười là nó cười. Nó biến mất luôn rồi ông ơi. Ừ, đi ra sân sau. Kia. Đấy, trôn đúng không? Trôn rác đúng không? À nó chỉ kia. Úi dồi, tóc gì mà nó cứng đờ đấy. Làm ơn, đã đứng yên rồi thì đứng yên hẳn đi. Còn lắc đầu. Cô anh em với 26 Sơn La. Ờ. Thì mặt nó xem có thấy được không? Không thấy đâu. Không nhìn thấy mặt nó các bạn. Thôi bỏ đi. Biết đâu nhìn mặt nó phải yêu nó. Thôi đừng nhìn. Tí nữa, nó tóc cái tóc lên là mình nhìn thấy. Kia, anh thấy rồi. Ờ. Cái gì? Ôi! Thằng cha nào kia? Thằng cha đang mặc xịn kìa. Ê anh ơi, nửa đêm nửa hôm. Anh mặc quần vào đi. Nửa đêm nửa hôm anh mặc quần xịn đứng ở dưới trước. Nhà em đấy anh ơi. Mà thằng này nó to quá à. Thôi đừng trêu nó. Nó đấm nó một phát thì thôi. Đi tiền luôn, đi gặp các cụ luôn các bạn. Rồi chúng ta đặt tất cả các túi rác ở đây. Chúng ta quay trở lại phòng của chúng ta. Ui, anh Giai đâu rồi? Anh Giai chắc vào phòng rồi. À, chạy đi. Đấy anh, tất cả là tại anh trêu nó đúng không? Anh bảo nó mặc xịp. Ôi! Mẹ ơi, em không chạy anh lên. Đúng rồi, lên thẳng. Lên phòng mình kia. Mở cửa. Đóng vào. Cút đi. Rồi, mình đang tắm nha các bạn ơi, mình đang tắm. Ôi em gái lướt trên mặt nước ta như cơn sóng. Và em gái gọi mình Aniki ơi. Mình gọi hay là... Hãy để cho tôi ít dầu gội đầu. Mình gọi mà Aniki nhưng mà cái con tóc dài nó đến nó đưa cho mình dầu gội. Ôi trời ơi, chết trong, không phải Aniki mà là... Đây, thằng anh mình đây. Hừm. Anh mình theo tự nhiên lại hừm ha. Kiểu thắc mắc. Ôi anh ơi. Anh ơi. Chết rồi. Anh đập đầu vào tường chứng tỏ anh đã không bình thường. Không bình thường. Anh ơi, hỏng tường nhà mình anh ơi. Đầu anh thì có thể không hỏng nhưng em sợ hỏng tường. Đến nói với anh đi, hỏi anh bị làm sao đi. À! À!
sao làm anh thế? Ui anh này cầm gậy bóng chày, anh ấy sắp đánh anh rồi, Baby Thành ơi. Rõ ràng nhà mình có một anh mà sao bây giờ lại có hai anh giống nhau? Đâu? Tốt nhất là mình nên chạy đi. Theo mình biết nhà mình chỉ có một anh, làm gì có anh em sinh đôi với anh này đâu. Để anh nói chuyện với anh em nào. Aniki, cái gì đây? Đó là phần đen tối của anh. Phần đen tối của anh ư? Anh muốn tiêu diệt thứ đó. Ừ, ok anh. Ôi, anh ơi, anh đi tiêu diệt phần đen tối của mình. Ê, mình sẽ là người tiếp theo nếu mình ở đây. Bây giờ mình làm gì? Quay trở lại phòng. Ông ơi. Gì đấy, dậy đi qua thế. Ôi, mình phải vào bằng đường cửa sổ các bạn ơi. Cửa sổ ở đâu? Cửa sổ. Bây giờ cửa sổ thì phải đi từ phía ngoài mới đi vào cửa sổ được đúng không? Ờ. Ôi anh ơi, anh gì ơi. Mình sẽ phải leo tường hả? Ô chị tóc dài không chỉ cho mình à? Chúng ta tìm công cụ ở trong cái gara. Đây. Kia. Chị gái tóc dài không thấy đến nhỉ? Mở ra. À! Cứ mở. Rồi. Thôi, anh ơi, đừng đập em, anh ơi. Anh ơi, phần đen tối thì mặt bị đen đúng không ạ? Ờ, cả hai cái mắt như kiểu đeo mặt nạ người dơ ấy các bạn. Batman như này á? Nó mà là người dơ à, nó là đứa dở hơi thì có. Ôi trời. Sao mình không chui xuống được nhỉ? Ok, vào đi. Vào hả? Anh ơi, đừng đập em, anh ơi. Biết đâu đi vào đấy là đường cụt thì sao không? Bây giờ dụ nó ra đây, mình đi vào cho an toàn. Nhưng mà đằng nào nó cũng sẽ đuổi đến thôi. Mình sẽ lấy một cái công cụ gì đấy để đánh lại nó. Ờ, nhưng mà trước hết là phải cho nó đi vòng vòng nữa các bạn. Mình không muốn nó ở gần mình khi mình chui vào gara. Đây là bây giờ chui vào gara nào. Đấy, bên ngay mà không có lối thoát mà. Từ từ có tủ trốn. Trốn đã. Ui, nó há mồm kìa. Đúng rồi. Ờ, Thành ở đâu ra đây với ai? Mình là Aniki mà. Sao anh nhận được rồi đấy? Đây rồi. Mày à bưởi, sử dụng. Sử dụng cái đâm phát đi. Thôi hết là biết đâu không đập được. Ấy, nó đi qua rồi. Nó đi rồi, làm sao nhìn thấy anh được quả đấy. Anh tỉnh lắm. Chúng ta ra ngoài, chúng ta đập cho nó phát đi. Để xem nó ra ngoài chưa đã. Nó ra ngoài rồi chứ còn gì nữa. Muốn lên cửa sổ chắc chắn phải có một cái đồ gì đấy nữa. Cái này giống như kiểu để phá cửa sổ để chui vào. Chúng ta cần dây. Cái thang nè, để treo. Vậy là đúng rồi. Đi, chạy ra. Chạy ra các bạn ơi. Rồi, nhử. Anh ơi, tuổi. Nhử nó. Nó mắc. Để cho nó chạy qua đi, đấy, đúng rồi. Ngáo quá. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm chỗ gợi ý để bắt cái thang lên. Đây, chỗ này. Rồi. R. Lên. Rồi. Đập. Đập cửa, chui vào. Đúng rồi. Vào chưa? Ờ, ai đập đầu tường ấy? Người anh đen tối. Người anh đen tối đập đầu vào tường. Không, là mình. Ôi, là mình à? Mình đen tối. Mình đặt quả đen. Mình đã tiêu diệt phản diện trong người mình. Giống như người anh mình đánh kẻ đen tối, nhưng mà người anh mình không đánh được kẻ đen tối, còn mình đã đánh được kẻ đen tối của mình. Rồi. Sao chuyện xảy ra? Lại đọc nhật ký đi. Nhật ký chỉ có mỗi tên mình, không có gì nữa các bạn ơi. Ra ngoài đi. Mình đã tra được rồi các bạn ơi. Cái hatch, tức là cái cửa hầm ấy các bạn. Là chính là cái này này. Chúng ta tìm cái xác của Aniki. Cái thi thể. Anh nhớ là nó ở ngay cầu thang gì đấy thôi. Đây này. Rồi. Mang chúng đi ta... chôn à? Ở trong, ở ngoài vườn đấy. Đây này, nó có cái lỗ sẵn hai hố đây này. Ghê vậy. Game ảo vậy. Game này đắt quá à. Ở đâu? Đấy rồi. Ngay cạnh luôn các bạn. Rồi, chúng ta thả anh đi xuống. R. Gì á? Về. Hướng dẫn mình đến đây lấy cái xẻng. Lấp. Rồi, lấy cái xẻng. Đầu. Ok, rồi, đi.
Bạn này chắc chắn là gặp con em gái áo hồng cho mà xem. Cũng có thể gặp cả em gái áo hồng, cả gặp gặp cả cái con màu xanh cầm gậy nữa. Hoặc là gặp anh mặc xịp. Kéo cả ba đấy. Ờ. Rồi. Đấy, biết ngay gặp em gái áo hồng mà. Em gái áo hồng đấy. Em gái áo hồng chưa lấy. Anh Thành ơi. Chạy đi. Rồi. Sao nó đông. Biết ngay hai người luôn. Sao đông thế ai chơi. Đông quá, thở đấy các bạn ơi, đông quá. Mình phải lừa cả hai bọn này. Nó vẫn loanh quanh ở đấy thôi các bạn. Phải đi xa hơn. Ôi. Nữa. Đi xa hơn, mãi về phía đằng kia đi. Về phía đằng nhà kho á. Đánh lạc hướng ở đâu. Đây 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 đây. Em gái áo hồng chạy. Chưa lấy chồng mà rất đáng sợ luôn. Ôi. Ôi. Ôi anh ơi, thầy ơi. Chạy xa đi, chạy xa đi. Bây giờ mình thử trốn xem nó có đuổi mình không nhá. Đấy, ừ không trốn locker được mà. Xem nó làm gì. Nó không biết. Nó không biết à? Nó không biết mình trốn đâu. Ê, nó đứng đây thì nó biết đấy. Nó không biết đâu. Ờ. Ờ ha. Tắt nhạc là mình ra được rồi. Hay nó cứ canh ở chỗ thi thể đấy thì mình làm gì được đâu. Đấy thấy chưa, nó lại quay về chỗ đấy đấy không. Nó thấy rồi. Ok đấy. Đây, đây chính là cơ hội của chúng ta. Nhanh lên, nhanh lên. Kịp rồi, kịp. Không kịp, không kịp, không kịp. Một lượt nữa là kịp. Một lần nữa đánh lạc hướng như vậy nha. Đuổi đi, đồ anh bắt được em, không bắt được làm chó. Bắt đi, bắt đi. Chạy xa ra, tập trung chạy đi, bốc phép đến lúc nó bắt được thì lại... Phải đợi nó đã. Bắt đi nào. Bắt đi, đây rồi, cả hai anh chị đi đường đấy thì... Anh chị ơi, em làm xong nhiệm vụ rồi. Ok. Anh chị lần này không kịp rồi. Ok. You got the dice. Rồi chúng ta đi về vào phòng của mình đi. Vào nhà. Nó bỏ đi rồi không ạ? Vào nhà đi, kệ nó. Nó bỏ đi rồi, nó đợi mình trong nhà đó. Ôi nó đi đâu kìa? Chuẩn luôn mình. Ôi anh ơi. Nó đợi mình trong nhà và nó đợi mình lên phòng. Đừng bảo nó vào phòng của mình nhá. Ôi, tèo, một đứa đi lên trên, một đứa đi xuống dưới. Ôi rồi ôi. Vẫn được về phòng. Về phòng rồi còn được vào nhà luôn nữa. Mày thế nhở? Không đâu. Rồi, chúng ta vào phòng, đóng cửa nhanh lên. Tuổi. Mở cửa cái này ra. Dùng cái đó. Anh mình cho mình một cái này để làm gì? Để làm gì? À, giống như là cái số mật mã đấy. Xúc sắc à? Mật mã đấy. Sao tí có điện thoại này? Hai, hello. Hello. Nó hai mình hai. Mình cũng hai lại. Đây. 2 3 4. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có chuyện gì. Cái gì? Nói lại xem nào. Điếc à, nó bảo không có chuyện gì rồi mà. Tôi không thể mở cái cửa này. Tại sao bạn lại không mở nó được giống như là bình thường ư? Nó khóa rồi. Khóa ư? Không thể như thế được. Thằng không nào, thể khóa được. Thằng nào nói chuyện mình ấy sao nó ngu ấy. Hãy mở nó. Tạm biệt. Em bảo không mở được nó khóa rồi còn. Ngày thứ 7 không thể tìm một manh mối nào. Tôi sẽ phải dọn nhà rồi. Ok, tiếp tục ngày tiếp theo đi. Ngày tiếp theo là có mỗi tên mình thôi. Không phải bấm mà là nó tự mở các bạn ạ. Đây là cửa đều. Mình phải dùng lực mình kéo lên. Mình phải dùng tay kéo nó ra như này. Rồi chúng ta sẽ thoát đi. Sao lại có một cái thang đi xuống kiểu xuống đáy xã hội này. Tôi thấy mất điện rồi. Thôi mình phải đi thôi. Mình phải đi. Rồi xuống đi. Sợ tự nhiên mở cửa làm gì. Thoát khỏi escape, đây. Escape, đúng rồi, escape. Thoát khỏi ngôi nhà đi các bạn ơi. Step the gate. Đến cái cổng. Đừng đuổi em nữa.
Đến cổng, đến cổng. Nó có hai lựa chọn, một là chúng ta chui xuống cái hầm đấy và một là chúng ta chạy ra cổng các bạn ạ. Nhưng mà mình không dạ gì chui xuống cái đấy. Đúng rồi, mình sẽ ra cổng luôn. Chui xuống đây cái... đây là sân sau, mình không chắc nó là cái cổng nữa các bạn ơi. Cái gì á? Sao trắng thế này? Mình bị hoa mắt à? Hoa mắt, cháu mặt đau đầu. Giảm trí nhớ. Đều. Trời mưa, trời mưa. Có cái hộp ở đây. Hộp này đây để chắn. Mở hộp này ra là uống bà la xì bùa chị gái đấy. Yeah. Ô nhìn thằng này giống anh thế Thành. Nó chính là anh mà. Thế à? Eo ghê quá à. Ôi cái tay, ôi cái chân. Ôi trời. Là cái phiên bản mình đập nó anh không? Ui cái gì ấy? Thấy chưa? Đúng là rồi. Phiên bản đập này. Chính là cái phiên bản như kiểu đen tối giống của người anh ấy. Nhưng mà mình đã tiêu diệt cái phiên bản đen tối. Không phải. Mình mới là phiên bản đen tối nha. Phiên bản đen tối đã tiêu diệt phiên bản bình thường. Rồi. Mình bị giống như người anh. Thời gian cũng lâu rồi. Sao đều giống nhau này. Ừ, phiên bản đen tối đây. Nhìn em không được ổn lắm. Ui giời, đập cho veo mồm luôn. Ô. Chân lại giống như mình vậy. Đây là thằng nào? Thằng mặc xịp. Thằng xịp trắng này, đầu hói không? Đập đầu tường xong có cô gái. Mình thoát nè. Xin lỗi, Aniki. Em nên đi thôi. Tạm biệt. Đi đâu vậy? Đi xuống đáy xã hội à? Đi xuống đáy xã hội. Bị người yêu bế đi rồi. Thế hóa là con áo hồng người yêu mình thật à? Và từ đó Bê Quy Thành và bé áo hồng sống bây giờ hạnh phúc à? Ôi, sống ở dưới đáy xã hội không hạnh phúc đâu các bạn ơi. Tóm lại là dù có chạy thoát bao nhiêu lần thì vẫn bị em áo hồng bế đi thôi. Và các bạn ơi, bế đi đúng nghĩa đen luôn á. Và các bạn ơi, mình kết thúc video ở đây thôi. Mình không đi với béo hồng đâu. Ok, thật ra game này sẽ có một vài cái tình tiết nó hơi dark, nên là các bạn hãy cân nhắc khi xem cái game này nha. Nếu mà lỡ xem đến đây rồi thì hãy quên đi. Nó không có thật đâu, nó chỉ là trò chơi thôi các bạn ạ. Thật đâu. Bye bye. Bye bye. Và hôm nay có vẻ như là anh sợ nhiều hơn ốc không? Ốc sợ nhiều hơn anh. Anh giật mình nhiều hơn. Các bạn bình luận xem anh bây giờ giật mình nhiều hơn. Em sợ nhiều hơn. Anh giật mình nhiều hơn. Thực ra ốc... em còn đoán được nó xuất ở đâu luôn. Giờ em sợ, em giả vờ không sợ, biết thừa. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại bạn video sau nhá. Nhớ like video, đăng ký kênh.